Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong trang địa phương do Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thông huyện Bát Sát thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Bát Sát là địa phương có nguồn tài nguyên thiên nhiên hấp dẫn, hệ sinh thái phong phú đa dạng, khí hậu trong lành cùng nhiều cảnh quan thiên nhiên kỳ thú, rất thuận lợi để phát triển lĩnh vực du lịch. Trong 2 năm trở lại đây, mặc dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng nhiều khách du lịch vẫn lựa chọn Bát Sát là điểm đến du lịch an toàn cho những chuyến hành trình khám phá. Phóng sự khám phá tiềm năng du lịch Bát Sát sẽ phản ánh rõ hơn về hướng phát triển du lịch của huyện. Từ thành phố Lào Cai, ngược theo dòng chảy của con sông Hồng, theo hướng Tây Bắc khoảng trên 30 km, du khách sẽ chạm chân đến mảnh đất biên giới Trịnh Tường, nơi có đền mẫu Thượng Ngàn, một trong tứ vị thánh mẫu cai quản các vùng khác nhau của nước Việt. Ngôi đền tọa lạc bên bờ hữu ngạn sông Hồng, sát ngay cột mốc biên giới 94-2. Đền mẫu Trịnh Tường được nhân dân địa phương xây dựng theo tín ngưỡng của người Việt từ nhiều đời nay. Đây được coi là cột mốc tâm linh khẳng định và đánh dấu chủ quyền nơi biên cương phía Bắc Tổ quốc. Đến nay, được sự quan tâm của các cấp các ngành bằng nguồn vốn xã hội hóa, thiện tâm, công đức của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, ngôi đền đã được trùng tu tôn tạo khang trang, bề thế, khuôn viên sạch đẹp, rộng rãi. Hàng năm vào dịp mùng 10 tháng 3 âm lịch, Ủy ban nhân dân huyện Bát Sát lại tưng bừng tổ chức lễ hội đền mẫu, thu hút hàng ngàn lượt du khách thập phương đến tham quan chiêm bái. Sau khi giai đoạn 1 khánh thành thì các cái điều kiện để đảm bảo đón du khách thập phương cũng như là bà con nhân dân trong khu vực đến chiêm bái tại đền có nhiều cái thuận lợi và đáp ứng được các cái yêu cầu trong cái tâm linh của đền. Tuy nhiên thì trong cái thời gian vừa rồi thì do dịch bệnh COVID diễn biến phức tạp nên là lượng khách cũng có giảm hơn so với đầu năm. Hy vọng sau khi cái dịch bệnh COVID được khống chế thì hy vọng là cái lượng khách du khách của thập phương cũng như của bà con nhân dân trong khu vực sẽ đến đông hơn. Ngược lên A Mú Xung, nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt, chiêm ngưỡng cột cờ Lũng Pô sừng sững hiên ngang như người lính kiên trung yêu nước, nghiêm trang và đầy vững chãi, ngày đêm gìn giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Từ trên cột cờ nhìn xuống, dòng sông Hồng rực đỏ phù sa, cuồn cuộn chảy về xuôi, mang sức sống của vùng núi cao, tiếp ứng cho mùa màng vùng đồng bào thêm nặng hạt. Cột cờ Lũng Pô còn mang ý nghĩa quan trọng trong việc khẳng định chủ quyền biên giới quốc gia, giáo dục truyền thống và lòng yêu nước cho thế hệ trẻ, và là điểm du lịch hấp dẫn đối với du khách gần xa. Cảm nhận lần đầu tiên của anh em chúng tôi trong những du khách lần đầu tiên được đặt chân đến cột cờ Lũng Pô là thực sự có một cái cảm động. Đến giờ phút này nó trong người nó có cái gì đó khó tả, cảm động mà nó đúng thực sự khó nói. Khó nói lắm, nó một cái gì đó rất cực kỳ thiêng liêng, nhất là khi đứng trên đỉnh cao nhất của cột cờ nhìn về đất nước mình. Thực sự là hùng vĩ đẹp và khó tả lắm, nhưng thực sự rất cảm động. Nằm ở độ cao trên 2.000 mét so với mực nước biển, Y Tý thơ mộng với khí hậu mát lành quanh năm và phong cảnh đẹp làm say đắm lòng người. Với đỉnh núi nhiều cù san, lão thần, bốn mùa sương răng mây phủ, những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn và những thửa ruộng bậc thang đẹp như tranh vẽ trên các sườn núi chính là tiềm năng sẵn có để Y Tý phát triển du lịch sinh thái trải nghiệm. Vào mùa đông, nhiệt độ xuống thấp, Y Tý thường có hiện tượng băng tuyết xuất hiện. Những ngày này, Y Tý như khoác lên mình chiếc áo mới đẹp lung linh huyền ảo, không khí lãng mạn như trời châu Âu, thu hút rất đông du khách khắp mọi miền Tổ quốc tìm đến tham quan thưởng lãm. Những năm gần đây, Y Tý đang trở thành điểm du lịch lý tưởng cho những người đam mê khám phá loại hình du lịch leo núi với các đỉnh Lão Thần cao 2.860 m và đỉnh nhiều cù san cao 2.965 m so với mực nước biển. Ngoài phong cảnh đẹp, Y Tý còn là mảnh đất lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc địa phương. Bản sắc dân tộc văn hóa của dân tộc Hà Nhì luôn luôn lúc nào cũng giữ, không thể bỏ qua hết được. Nhưng mà một số cái là hậu thì chúng tôi sẽ bỏ qua. Nhưng mà các phụ tụ này thì không thể bỏ qua được. Bây giờ các con các cháu phải luôn luôn lúc nào nhớ đến các cụ ngày xưa để lại, thì chúng tôi cứ giữ mãi như thế.
sở hữu độ cao 3.049m so với mực nước biển trên dãy Hoàng Liên Sơn, là ranh giới tự nhiên giữa xã Trung Lĩnh Hồ, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai và xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Đỉnh Puto Leng không chỉ hấp dẫn bởi top 3 đỉnh núi cao nhất Việt Nam, mà thú vị hơn cả là những khám phá trải nghiệm trên hành trình chinh phục. Đây là điểm đến tuyệt vời cho du khách ưa khám phá, mạo hiểm. Xuất phát từ thôn Pờ Hồ, xã Trung Lĩnh Hồ, huyện Bát Sát, du khách sẽ mất khoảng 2 ngày một đêm để chinh phục đỉnh cao Puto Leng, cùng vô vàn cung bậc cảm xúc khác nhau trên con đường chinh phục. Những dòng suối trong xanh mát lạnh, cung đường khúc khuỷu, ngoằn nghèo, xuyên qua cánh rừng nguyên sinh hùng vĩ và thảm thực vật vô cùng phong phú sẽ là động lực cho du khách trên con đường chinh phục. Đỉnh Puto Leng đang là điểm đến được nhiều du khách và các đoàn vượt trong và ngoài nước ưa mạo hiểm luôn muốn chinh phục. Anh có lên được Fancy Tang hai lần rồi. Cái này là lần đầu tiên anh đi Puto Leng. Cảm giác rất là tốt. Anh có đi với anh này, anh Việt Checking là anh Nam. Anh này có sắp xếp rất là tốt. Và có đi với hai em này. Họ có làm rất là giỏi luôn. Làm cái kỷ niệm rất là tốt. Rất là tự hào, rất là hài lòng. Đỉnh Puto Leng là một trong những cái đỉnh mà thuộc dạng top khó trong top 15 núi ở Việt Nam. Thì khách đến với đỉnh Puto Leng thì lúc đầu thì người ta sẽ nghĩ là đây là một đỉnh dễ và không nghĩ là nó khó và cái độ dốc của nó dốc dài như thế. Nhưng mà khi đến được đỉnh thì người ta sẽ vỡ òa với cảm xúc là đã vượt qua được chính bản thân mình và đắm chìm vào trong cái cảnh quan thiên nhiên ở núi rừng nó rất là hùng vĩ và đẹp đẽ. Ẩn mình trong rừng nguyên sinh trên dãy núi Lào Thần ở độ cao từ 2.200m đến 2.550m so với mực nước biển, thuộc địa giới hành chính 4 xã Dền Thàng, Dền Sáng, Trịnh Tường, Cúc Mì của huyện Bát Sát, là vùng chè búp đỏ và chè tuyết san cổ thụ có tuổi thọ hàng trăm năm tuổi. Những cây chè cổ thụ nơi đây được phân bố rải rác dưới tán rừng khoảng 100 hectare. Nhiều cây cao tới cả vài chục mét, thân cây xù xì, rêu phong, cành lá xum xuê bảng lảng trong sương sớm giữa đại ngàn hùng vĩ. Rừng chè cổ thụ mọc xen kẽ với nhiều loại cây trồng khác. Đây là sản phẩm đặc sản và là tiềm năng thế mạnh rất lớn của huyện Bát Sát. Để bảo vệ và khai thác có hiệu quả diện tích chè cổ thụ hiện có, huyện Bát Sát đã tiến hành khảo sát, xác định diện tích, số lượng, tuổi thọ của cây chè cổ thụ, đầu tư trồng mới, bổ sung diện tích nhằm phát triển du lịch sinh thái trên cung đường chinh phục đỉnh Lào Thần, nhằm thu hút khách du lịch đến tham quan trải nghiệm. Từ bé thì là đã nghe các cụ bảo là trên này có cây chè. Và sau khi lớn lên thì chúng tôi cũng đã lên ở trên này thì cũng đã gặp những cái cây chè ở trên rừng này. Và cho đến bây giờ thì cũng không thấy người dân nào khai thác để đi bán. Mong sao nhà nước sẽ đầu tư để mà bảo tồn những cây chè này để cho người dân tăng thu nhập. Để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện, Bát Sát đã và đang cụ thể hóa bằng đề án 05 về phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc huyện Bát Sát giai đoạn 2020-2025. Hiện tại, ngoài việc khai thác có hiệu quả những tiềm năng sẵn có, tăng cường các hoạt động phòng chống dịch COVID, tạo điểm đến an toàn cho du khách, Bát Sát đang chú trọng việc khảo sát, lập hồ sơ, đề nghị công nhận các tuyến điểm du lịch mới trên địa bàn, đồng thời tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, phát triển các dịch vụ, tìm kiếm những sản phẩm du lịch mới, đặc trưng thu hút khách du lịch. Mặc dù bị ảnh hưởng không nhỏ bởi dịch bệnh COVID-19, nhưng từ đầu năm đến nay, Bát Sát đã đón trên 34.000 lượt khách du lịch, doanh thu ước đạt trên 40 tỷ đồng. Phòng hóa cũng sẽ tham mưu đề xuất với huyện ủy để tiếp tục nâng cao cái năng lực quản lý nhà nước về công tác du lịch và đặc biệt là sẽ tập trung rà soát, hoàn thiện các cái hồ sơ để đề xuất với tỉnh để công nhận các cái điểm đến du lịch theo kế hoạch số 04 của Ủy ban huyện đã ban hành năm 2021. Một hành trình không quá dài nhưng chắc chắn sẽ đem lại cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị. Hãy đến với Bát Sát để được cảm nhận vẻ đẹp của mảnh đất con người nơi đây qua các cung bậc cảm xúc khác nhau trên những cung đường khám phá. Quý vị và các bạn vừa theo dõi trang địa phương do Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thông huyện Bát Sát thực hiện. Chương trình xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.